đều rất là đầy hàng. Phát ăn luôn các bạn nhé. Lên thoải mái mà. Xe có chạm vào xe máy không? Sau xe này cứ lên thoải mái. Xin chào tất cả các bạn nhá, chúc bạn ngày mới vui vẻ. À, ngày hôm nay thì các bạn cùng với tôi lại tiếp tục gặp lại các bạn tài xế công nông siêu khủng trời đất các bạn nhá. Công nghệ nó đang làm công nghệ thì sẽ có rất nhiều quan trời đất. Trong cái dòng ngày hôm nay là chiếc xe công nông gọi là siêu khủng chở 3,5 khối đất cũng xa các bạn nhé. Chiếc xe này thì được trang bị hệ thống máy động cơ máy 36. Máy gọi là hết số. Không phải nó quăng bông ơi, nó lún bánh kia tự nó văng xe ra. Nó phải kéo vậy. Kéo rồi, khó kéo lên lắm. Quay làm gì? Chiếc xe đã bị nghiêng một lốp các bạn chưa? Nó bị sạt lầy ở đây rồi. Cái bánh này nó lún sâu quá các bạn ơi, nó bị sạp rồi. Bây giờ có lẽ phải kéo lên rồi. Nó lún này. Chờ xe sau ra kéo lên. Kéo là lên đây. À, bây giờ là chiếc xe công lồng cũng gọi là châu bò siêu khủng sẽ vào đây cứu hộ các bạn nhé. Chiếc xe này sẽ dùng xích để lùi lại, để giật lại đấy các bạn. Rất là đầy hàng. Phát ăn luôn các bạn nhé. Lên thoải mái mà. Xe có chạm vào xe máy không? Không, xe này cứ lên thoải mái. Mai còn 10 mét nữa.
À, để cho ông ấy lùi vào. Ông ấy lùi vào. Đáng ra là lấy chuyến về sau, ra lấy cái chuyến kia xong rồi lấy cái ván để vào đây thì bám vào đấy thì sợ bảo ông bảo lên đường người ta lên xuống. Không, tí vào đây thì mới được. Nhưng mà cái chỗ này ông nội nó sụt rồi. Sụt kia. Nó sụt nó sẽ ăn ruộng rồi đâu. Xe này sàn tô cực mạnh các bạn nhá. Cái cảnh tượng rất là đẹp. Các bạn thấy hai con trâu khỏe nhất làng đang làm việc ở đây. Đường ở đây nó khá là chông gai các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Vừa rồi là phà chở đất vô cùng là ban căng của hai chiếc xe công siêu khủng to nhất làng các bạn nhé. Những chiếc xe của nó siêu lầy lội. Các bạn đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ cho những video của mình nhé. Thanks for watching my video. Goodbye.